này lúc tôi 15 tuổi gắn bó. Là vì cái bà Diệu Nghĩa này bà giàu lắm, bốn cái nhà máy xây lúa quý vị ở Trà Vinh. Bà cúng cho trường Phật học, bà là trưởng ban bảo trợ Phật học đường Lưỡng Lưỡng Xuyên. Rồi quý vị thấy đâu có đơn giản. Đèn sáp nè, dép dài nè, quần áo nè, gạo thóc nè, sách vở cúng hết cho tăng sinh cái lớp sơ cấp đó, 2 năm cúng hết. Như vậy là tốt chứ đâu có gì đâu xấu đâu. Bà phát tâm bà cúng mà bảo trợ cái Phật học đường đó. Nhưng mà bà có một cái tật, cái bệnh là bà chửi. Trời, bà chửi dữ dằn lắm. Người ăn kẻ ở bà chửi không cách nào mà chịu nổi hết. Có một lần quý thầy sai tôi xuống đó lấy nếp. Lấy nếp về để chuẩn bị là xay bột để là cúng rằm tháng 7. Tôi nghe bà chửi tôi chạy về chùa luôn. Hết dám ở luôn. Nghĩa là tự điển không có đó quý vị. Mà chửi mà tự điển ra không có luôn đó. Thua luôn. Nè. Thì cái nhân nào cái quả đó chứ sao. Chửi là gì, là sân si mới chửi chứ. Thì cái quả là địa địa ngục. Thiệt chết đỏ địa ngục. Thì thầy giáo thọ tôi dẫn 5-4 điệu tụi tôi xuống đó. Thầy giờ từ trên xuống dưới thầy Nam nói bà Diệu Nghĩa đọa địa ngục rồi các con ơi. Mà tôi có biết địa ngục là gì đâu, hồi còn nhỏ đâu biết gì. Tự nhiên ông rờ rờ vậy cái ông nói đọa địa ngục. Tôi nói sao thầy hay vậy. Tự nhiên cái thầy rờ cái thầy biết là đọa địa ngục à. Ông nói nữa tụi con lớn con học con mới biết. Thì sau khi tôi học duy thức tôi mới biết. Trời đó tôi chưa biết. Rồi thầy mới nói thôi bây giờ hai chú, hai bên hai chú thầy đứng chính giữa niệm Phật niệm không nghe con, không có quánh mỏ quánh chuông gì hết á. Bà nghe cái tiếng chuông tiếng mỏ bà tức rồi, bà còn giận dữ nữa, còn sân dữ nữa, thôi đừng có quánh gì hết. Mà cái đó là pháp sư Tịnh Không có nói khi hộ niệm chúng ta đó, bởi vì chúng ta ngừa có người thích có người không, nhưng mà đa phần họ không thích, mà thiểu phần thì được, mà ba phần cũng được. Thôi thì pháp sư Tịnh Không nói thôi mình theo cái đa phần đi, 2/3 được rồi, niệm không đừng chuông mỏ. Thì thầy giáo thọ tôi có nói với tụi tôi hồi nhỏ rất là niệm không nghe con. Rồi nhưng mà hồi đó thì không biết niệm như bây giờ là 3 câu rồi người khác niệm 3 câu cứ ráo nha, mà niệm mệt quá trời quá đất. Thế mình chia nha, mình niệm bên đây 2 chú niệm 3 câu rồi nghỉ bên này, nó đỡ cái hơi nó bớt, còn đằng này cứ ráp nhau làm. Thầy giáo thọ tôi thì lấy cái bàn tay thầy dùng cái nội lực, thầy từ cái chân thầy đưa lên, thầy đưa thẳng lên, rồi ở dưới này cái thầy để thầy đưa lên thẳng lên. Thầy không có niệm, tôi niệm không mà thầy dùng cái nội lực này thầy đưa lên 2 giờ đồng hồ lên nóng cái ngực liền. Cái thầy khám nghiệm lại thầy rờ thầy nói thôi tụi con ơi, thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi chứ không lên nữa được. Tôi mới biết là pháp môn niệm Phật màu hồng. Để quý vị niệm, quý vị thấy nó có cái gì hấp dẫn mới niệm chứ. Niệm mà không thấy gì hấp dẫn hết thì cũng không biết gì niệm. Thế thì tôi trao cho quý vị những cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm đó. Và những cái công đức thù thắng của pháp môn niệm Phật đó. Rồi thì xong rồi thì rồi đó bắt đầu mới là tắm rửa rồi liệm này kia khác. Còn câu chuyện tiếp theo nữa là gia đình đó là tu thiền hết, 6 người thiền hết. Mà thiền này là thiền thoại đầu của Trung Quốc á, của Lai Quả Thiền, thiền sư đó. Chứ không phải thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, không phải thiền của thiền sư Nhất Hạnh, không phải. Thiền này thiền của Lai Quả Thiền, thiền sinh sư, thiền của Trung Quốc. Nhưng bà mẹ thì tu Tịnh Độ, còn 6 người con thì tu thiền, nghĩa là gia đình nó tu hết, nghiêm mật lắm. Chứ không có cái vị nào mà cũng không ai đá động gì ai hết, của ai nay tu thôi. Nhưng mà những người con thì ở đứa nơi nơi hết chứ không phải ở chung với mẹ. Có cái anh cả đó thì anh chóc.
mà chống ngầm thôi chứ còn không có ra, mà sợ bất hiếu, nói ra thì sợ bà già bà giận này kia khác nọ, cho nên anh chống ngầm. Thì cuối cùng hết bà yếu bệnh, thì anh mới điện về anh nói con lại mẹ, mẹ thiền định cho con đây. Giờ này đừng có nói niệm Phật gì hết, con bực mình quá đi. Bà mới nói rằng bà nội con tu niệm Phật, ông nội con tu niệm Phật, má tu niệm Phật, cái đó là hợp với ông bà cha mẹ chứ đâu có sai gì mà giờ này con chống đối với má. Mà con nói với má là không có niệm Phật gì hết á. Má, má ơi, bà con không nói gì hết. Bà nói thôi bây giờ mẹ nói cho con nghe, con ưng không ưng, con chịu không chịu, để má chết rồi con biết, đợi má chết rồi con mới biết. Như vậy là bà cụ này có một cái nguyện rằng sẽ độ các người con này bằng pháp môn niệm Phật. Cho nên thì bà ngồi trên cái ghế, cái ghế mây rất to lắm, thì ăn một chén cháo xong rồi đem một ly nước trà, lấy cái bánh ngọt, bà ăn nửa cái bánh ngọt, bà nói thôi từ giã các con, cái bà thở một cái vậy cái rồi bà đi luôn, ngồi trên ghế bố đó đi. Mà tối hôm đó đó thì kêu cái đứa cháu đó nói là mai bà nội đi theo Phật mà cấm không cho ai nói, chỉ mình con biết thôi nha, một mình con biết thôi, còn nội cấm không cho ai nói hết. Thì sau khi mà bà chết rồi thì thằng cháu nó mới nói bà nội dặn con không cho nói, bà nội nói với con là mai bà nội chết, bà nội theo Phật chứ không phải bà nội chết. Thì rồi là thì đem thiêu bà một dĩa xá lợi, một dĩa luôn, một cái dĩa bàn á, một dĩa luôn. Trời ơi, thôi mấy người con nó hết biết rồi, thôi thì bỏ thiền hết, về tu với mẹ. Có vậy thôi. Bà nói rằng thôi thì các con nói gì các con nói, mẹ không có trả lời, khi mẹ chết rồi các con biết. Thì bà chết rồi, bà lưu xá lợi là một dĩa luôn. Tính Bà Rịa Vũng Tàu tôi đó là có bốn vị tôn túc thiêu có xá lợi. Hòa Thượng Hồng Đạo là một, tức là anh của sư trưởng Như Như Thanh chùa Quế Lâm đó. Hòa Thượng tu trên núi đó, chùa Quy Sơn đó, 40 năm không giao tiếp với ai hết. Mà tới giờ thì giả mang thức ăn lên để đó, cái phòng của Hòa Thượng nó có khoét cái lỗ rồi, vừa để cái đồ ăn vô đó rồi trong Hòa Thượng ăn dùng xong rồi Hòa Thượng để ra cái đó rồi thì giả mang. Hòa Thượng không tiếp ai hết. 40 năm. Hòa Thượng làm thơ hay lắm, Hòa Thượng là kiến trúc sư. Mà bên cái anh em của Hòa Thượng Hồng Đạo với Ni Trưởng Như Thanh ai cũng giỏi hết á. Ni Trưởng Như Thanh là xuất khẩu thành thơ, giỏi xuất sắc, Hòa Thượng Hồng Đạo cũng giỏi nữa. Mà Hòa Thượng tu cái pháp môn tịnh độ. Đến Hòa Thượng có xây cái tháp rồi quý vị, nhưng mà đến trường Hòa Thượng tịch thì chính quyền không cho. Chính quyền mới mời giáo hội là nó Thiên Chúa người ta cũng đòi chôn, mà Phật giáo cũng đòi chôn, mà bên dịch tễ đó người ta có quy định là không cho chôn trong thành phố nữa, ô nhiễm môi trường, chứ không phải tụi tôi làm khó dễ quý thầy gì hết, nhưng mà giờ nó kẹt vậy đó, ai cũng chôn bên nhà thờ, có họ chôn trước nhà thờ không à. Cho nên thôi quý thầy thông cảm, quý ni sư đó thì quý ni sư định chôn lén 3 giờ khuya đêm là chôn, bị cái tháp làm rồi mở cái cửa ra đút vô thôi chứ gì. Tôi qua tôi nói không có được, tôi qua tôi bố tát mà. 10 giờ đêm tôi qua tôi bố tát cho Hòa Thượng, tức là tụng giới Bồ Tát rồi mai đi chôn. Tôi nói không được, mình làm cái gì mà chính phủ người ta không có đồng ý, mình làm sao này nó có nhiều cái khó lắm. Thôi thì bây giờ đem qua bên lò thiêu bên bà Rịa chỗ tôi đó, Long Hương nó thiêu, rồi đem cái hũ cốt và mình để trong cái tháp nó cũng được thôi. Mình chấp nhất cái chuyện đó, mình tu hành. Mình cần cái phần
giác linh của hòa thượng được cao đăng Phật quốc, chứ còn cái xác này mình giữ làm gì, mình câu nệ làm gì. Tôi giải thích cho mấy ni sư rồi mấy si sư êm không nói gì hết, tôi chừng đưa qua bên cái lò thiêu đó thiêu về một dĩa xá lợi. Mấy sư cô lại tôi quá trời quá đất, không nhờ thầy là tụi tôi đâu có biết. Tôi nói nhờ gì, cái chuyện đó trong rủi nó có cái may, trong may nó có cái rủi, cái này rủi đó mà may. Quý vị có nghe là cái chuyện ôn công thất mã không? Ông ôn công không có cái thằng con trai không? Có thằng con cưng dữ lắm, mua cho nó con ngựa nó đi chơi, cởi nó đi chơi. Cái mất con ngựa cái người ta tới người ta chia buồn, người ta nói xui quá. Cậu Ba có con ngựa cưng đi chơi và mất, ông nó biết đâu đó cái rủi nó có cái may. Tuần sau nó dẫn về con nữa. Nó dẫn về con nữa. Người ta tới người ta chia vui, tôi nói may quá rồi mất con mà giờ được cậu Ba được con nữa. Tôi tới chia vui, ông nó biết đâu trong cái may nó có cái rủi. Cái chạy sao té gãy cái giỏ. Cái ta tới người ta chia buồn. Rủi quá rồi chạy té gãy giò, không biết đâu trong cái rủi nó có cái máy. Vậy cái tới cái tuổi mà đi nghĩa vụ người ta không kêu đi nghĩa vụ, cái ông này gãy giò đâu có đi nghĩa vụ. Tới người ta chia vui, ta nói may quá, cứ may rủi không ở đời nó vậy đó quý vị. Cứ may rủi không ông công thất mã. Thì tôi nói cái chuyện này là may rủi đó, chứ không có chuyện gì hết. Tôi có cái công lao gì đâu lại tôi. Tôi qua tôi can. Là vì sao? Là vì tôi nói là chính phủ không cho. Mà ta nói với quý thầy, ta mời quý thầy ra ta nói đàng hoàng vậy rồi mình sao? Ta nói rằng Thiên Chúa cũng xin, ai cũng xin hết. Bây giờ bình đẳng thì thôi mình đi thiêu đem về để đó, chứ còn bình dịch tễ ta không cho. Chứ không phải ta làm khó làm dễ gì mình. Vậy thiêu hòa thượng một dĩa luôn. Quý vị về Vũng Tàu mà ra chùa Quy Sơn rồi quý vị lên chiêm bái một dĩa xá lợi. Xá lợi là sao? Giờ ta nói cái chỗ này nữa cho ông tôi nữa. Không phải cái xương mà trong cái tủy. Bởi vì khi thiêu đó, mấy cái xương tay chân mình đó, là nó nứt ra hết. Nó vỡ ra hết. Nó nóng quá thiêu bằng ga mà. Thì khi mình đem về đó là mình mới coi trong cái tủy xương đó, nó cô lại từng viên hết, đằng hạt tiêu vậy. Mà cái màu nó xám. Rồi mình đem cái kính lúp á, mình dòm mình mới thấy màu, chứ còn mình con mắt mình thường không có thấy màu. Mà nhiều dữ lắm. Có cái thì nó rời ra, có cái nó còn dính ở trong cái tủy, nó dính ở trong cái xương đó. Mình lấy cái đồ mình gấp ra, còn cái nó rớt ra rồi, mình rủ nó ra. Mà ở trong cái tủy xương, chứ không phải là cái xương. Còn Phật là xương hết. Đức Phật là xương hết đủ bảy màu. Còn mình là đệ tử Phật. Nên mình chưa được bằng cái đó cho nên nó cô lại trong cái tủy xương. Đó là Hòa Thượng Hồng Đạo. Cái vị thứ hai là sư cụ Đạt Lập, sư cụ tu bên Khất Sĩ. Cụ có một cái thất ở trên núi á. Sư cụ ở trên đó cũng 30 năm. Thì mấy sư cô đi chợ mua thức ăn về để trên đó là sư cụ tự tay sư cụ nấu, sư cụ dùng sao đó chứ không có thị giả nào nấu được hết. Sư cụ niệm Phật không. Tết nhất thì sư cụ cũng không có ra, sư cụ Hòa Thượng Hồng Đạo Tết á, mùng 1, mùng 2, mùng 3 sư Hòa Thượng ra để làm thơ tặng cho Phật tử. Còn sư cụ Đạt Lập này tuyệt đối Tết Nguyên Đán không có ra. Ở đó tu không. Thì hôm đó sư cụ cũng viên tịch. Thì tôi không có hay, đến chừng mà lấy tối coi truyền hình thì thấy nó báo tin sư cụ Đạt Lập ở tỉnh xá Ngọc Hương ở thành phố Vũng Tàu viên tịch 83 tuổi. Tôi sáng tôi đi giải xong rồi tôi mới qua tôi mới thắp hương, tôi nói không nghe. Nói sư cụ đau làm sao? Ni trưởng nó không có, sư cụ con cũng yếu lần lần, sư cụ kêu tụi con lên niệm Phật trợ tiếng cho ngài rồi 2 tiếng đồng hồ rồi sư cụ mất vậy thôi, chứ không có bệnh hoạn gì, già yếu, những cái đèn nó lần lần nó hết dầu nó tắt vậy thôi. Nhưng mà sư cụ biết, sư cụ kêu trong ni chúng tụi con lên niệm Phật 2 tiếng sư cụ mới có mất. Rồi thì chở
sư cụ qua lò thiêu thiêu thì về nhặt xá lợi, còn xá lợi nhưng mà ít hơn sư cụ Hồng 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 Đạo. Bốn vị đó mà sư cụ Hồng Đạo là nhiều nhất. Cái vị thứ ba là sư bà Tạng Liên, Tịnh Xá Ngọc Bích. Sư bà lùn nhỏ lắm, mà cái hạnh của sư bà quý vị biết không? Tôi nói tiếc tìm một người thứ hai trong cuộc đời tôi tìm không ra. Sư bà đi xin vải của tiệm mai đó, sư bà về sư bà cắt cái miếng giấy hình lục giác, nó tròn tròn, nó đường kính nó khoảng chừng 2 phân rưỡi thôi, mà sư bà kết 5 cái mền. Sư cúng, sư bà cúng cho 5 vị hòa thượng, mà mỗi cái mũi kim sư bà là làm một câu niệm Phật, mà năm kết 5 cái mền như vậy. Trời ơi, nếu mà sâu chuỗi đó ha, sư bà niệm như vậy mà cứ một hạt vậy, một câu niệm Phật là một sâu chuỗi đó, là kéo dài ra cũng là mấy chục cây số. Bởi vì mũi kim đó mà kết mà cái miếng vải hình lục giác đó, rồi kết qua cũng lục giác đó, kết qua lục giác, kết lục giác đó mà 5 cái mền. Tự tay sư bà kết, rồi sư bà đi cúng dường cho 5 vị hòa thượng, sư bà nói một mũi kim là Tạng Liên niệm một câu niệm Phật. Thấy cái công phu không? Rất là tha thiết. Chứ không phải nói là sáng thì sư bà đi khất thực. Bên hệ phái có cái truyền thống sư bà đi khất thực, rồi có thức ăn hay gì đó về cho ni chúng. Xong rồi thì ngọ trai xong sư bà nghỉ chừng 15 phút, sư bà ngồi sư bà kết cho tới 7-8 giờ tối. Cái khóa tịnh độ có Phật tử đó, sư bà mới nghỉ. Tối sư bà nói nó lem nhem, sư bà không thấy đường thôi, làm 3 ngày thôi. Thì cũng đem sư bà qua bên lò thiêu đó thiêu, thì về nhặt xá lợi. Bây giờ tại tỉnh Xá Ngọc Bích ở thành phố Vũng Tàu đó, chỗ thờ sư bà đó còn để lại một cái thẩu bằng thủy tinh, cái bình bằng thủy tinh đó, nó lại lại như cái tô rồi đó, là để xá lợi của ni trưởng Tạng Liên trong đời. Ai đi về Vũng Tàu cũng ghé đó hành hương rồi chiêm bái này, lễ bái cái xá lợi. Cái vị thứ tư đó là Hòa Thượng Minh Phước. Hòa Thượng Minh Phước có một cái đặc tính đó, là nuôi những cái đứa trẻ mà cơ nhỡi ở ngoài đường, ngoài xá đó, Hòa Thượng đem về nuôi hết. Mà những cái lúc nào mà kinh tế khó khăn, người ta không giúp đỡ, Hòa Thượng bán cái dàn kiển, Hòa Thượng nuôi tụi nó. Đi bán vé số rồi đi lượm ve chai đồ không biết ở đâu hết. Mà cái Vũng Tàu quý vị là dân tứ xứ, 64 tỉnh thành có mặt ở đó hết, chứ là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Hòa Thượng lượm hết đem về nuôi. Có cái hạnh đó tốt lắm, mà niệm Phật thôi. Thầy nói tôi dở lắm ông ơi, tôi có học hành hồi đó Hòa Thượng Thanh Từ về đây ở gần cái tôi mình tôi có học được gì đó, sao tôi dốt dữ dằn hả? Hồi đó Hòa Thượng Thanh Từ về mà xây dựng cái thiền viện ở Vũng Tàu đó, mà thầy Minh Phước lên đó, lên xuống với Hòa Thượng, Hòa Thượng thương dữ dằn lắm, thế mà không học được cái gì của Hòa Thượng. Cái thiền viện chân không bây giờ đó, mà thầy Minh Phước là coi như là không phải học trò, nhưng mà cái người mà giúp đỡ cho Hòa Thượng. Với lúc đó là Hòa Thượng Minh Phước là đại diện Phật giáo đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Mà Hòa Thượng Thanh Từ về đó thì thầy Minh Phước giúp đỡ giấy tờ hay tất cả mọi việc là thầy Minh Phước lo hết. Rồi Hòa Thượng coi thầy Minh Phước như là một ân nhân vậy đó, mà thầy Minh Phước không học được gì của Hòa Thượng. Ông nói sao tôi dốt quá ông ơi, sao tôi niệm Phật thôi. Tôi nói thầy vậy thôi chứ dốt gì, tu hành thì nhiều pháp môn thì ta giỏi, ta học kinh Niết Bàn, ta học kinh Đại Thừa, ta đi giảng pháp, còn mình không có cái khả năng đó thôi, mình niệm Phật cũng tu vậy chứ có sao đâu. Thầy cứ lo cái chuyện tu là an ủi chuyện đó, tôi an ủi. Thầy cứ nói tôi dốt quá ông ơi. Nhưng mà cái hạnh của thầy đó, vừa niệm Phật vừa nuôi mấy đứa cơ nhỡi mồ côi mồ cút gì đó,
nuôi hết. Thì qua giao chùa cho tôi, năn nỉ giao chùa cho tôi nói trời ơi thầy coi tôi mà giờ thầy giao chùa sao tôi làm nổi. Nói, thầy có thằng đệ tử nào cho tôi đi, tôi nói không có nào hết. Thôi chuyện ai nấy lo, tới đâu tới tính. Mùng 2 Tết á, là sáng thầy điện qua, một chiều sáng mùng 2 thầy Tết thầy điện qua tôi. Thầy nói có quẩn hôm qua tôi chơi, tụi nó cho tôi đồ ăn nhiều lắm, rủ tôi nhưng mà. Thì chiều hôm đó đó, thì cái ông đạo hữu đó mới tới thầy, chơi thầy trò mới rót nước trà uống. Sau rót cái tự nhiên cái nó tràn ra ngoài, ông không có hay. Nó tràn ra ngoài không hay. Ông đạo hữu nói thầy, thầy rót sao mà tràn trễ trơn vậy đó. Ông đâu có đâu. À, thì ông đạo hữu đó, ông thấy thầy hơi khó chịu, mới bê vô trong giường. Cái thầy mới kêu mấy đứa vô niệm Phật. Có mấy vị họ tới họ rước thầy kìa, họ đứng ở ngoài kìa. Thì mấy người này có thấy ai rước đâu. Thầy nói gì, nói thầy lãng trí, tức là lúc đó bị tăng xong, bị máu lên gì đó. Thầy nói lãng quạng thôi. Thầy nói có mấy người tới rước thầy đứng ngoài cửa niệm Phật đấy. Tức là này, mấy người này cũng nghe lời thầy niệm Phật nhưng mà cũng không tin gì mấy. Vài ba câu gì đó, vài ba tiếng gì đó, năm ba phút gì đó, thầy đi mà. Rồi cũng chở qua lò thiêu đó, thiêu về xá lợi Phật. Như vậy là bốn vị tôn túc tu tịnh độ tại thành phố Vũng Tàu không xa lắm. Chứ là từ cái chùa này tới cái chùa kia nhưng mình đi bộ tới thôi. Tức là từ cái chùa Quy Sơn cho đến tịnh xá Ngọc Bích cho đến là Hòa Thượng Minh Phước ha. Thì đi bộ nhau tới bốn cái chùa đó, không cần đi xe mà lưu xá lợi. Thì như vậy tôi trình bày như vậy để quý vị thấy rằng cái pháp môn niệm Phật và cái hành giả tu tịnh độ, nghĩa là người tu mau, người tu lâu, người niệm Phật ít, người niệm Phật nhiều, đều có cái công đức của nó hết. Nhưng mà cái công đức của nó đó là tùy theo cái bản nguyện, tùy theo sự tu hành nỗ lực của mình mà cái kết quả của nó có khác nhau. Cho nên tịnh độ đó là có chín phẩm. Vãng sanh nó phải có chín phẩm. Nếu mà cái công đức này mà nó không có cao có thấp, không có nhiều có ít đó, thì chín phẩm sen vàng ở bên tịnh độ đó không có giá trị. Ai cũng về một phẩm đó hết. Không phải, tức là thấp cao nặng nhẹ. Cho nên chia làm chín phẩm. Bây giờ tôi nói cái chỗ đó thêm một chút nữa để quý vị hiểu thêm. Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sinh có hai cái đối tượng là nhất tâm vãng sanh và đới nghiệp vãng sanh. Cái chỗ đó nó mới ra chín phẩm này. Mà tịnh tông đó, ta mới hiểu được cái này nó rất là rõ ràng. Còn không phải là thuần của tịnh tông thì cái này lờ mờ lắm, nói không có rõ được. Cái đối tượng thứ nhất là nhất tâm vãng sanh, là cái hành giả này niệm Phật đến cái giờ phút cuối cùng là nhắm mắt đó, là tim không đập nữa đó, mà tâm không có loạn động thì vãng sanh. Cái đó là tự lực, không ai rước hết. Nhân thì quả, không ai rước hết. Bởi vì ta nhất tâm thì cái này dễ rồi, không có bàn bạc cái này hết. Chúng ta bàn bạc cái đối tượng thứ hai là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên chúng ta giải thích rằng người hành giả niệm Phật đến lúc chết mà tâm không điên đảo
thì mới được vãng sanh. Còn tâm điên đảo thì sao? Không được vãng sanh. Thưa quý vị, chúng ta nói như vậy là trái với nguyện, đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Có là có cái lỗi lớn, trái với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Vì ngài tiếp dẫn hai cái đối tượng, ta giải thích cái đối tượng thứ nhất, ta bỏ cái đối tượng thứ hai là đối nghiệp, là ta có lỗi. Pháp sư không bao giờ dám giảng cái chỗ đó hết. Đời sau mất lưỡi, chứ không phải đơn giản. Vì chúng ta giải thích được cái nhất tâm bất loạn, mà ta không giải thích được cái là đối nghiệp vãng sanh. Mà cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà là tiếp dẫn hai đối tượng, chứ đâu phải một đối tượng. Thì bây giờ tôi giải thích cái phần mà đối nghiệp vãng sanh cho nó rõ cho này. Tôi đọc cái đoạn kinh A Di Đà quý vị nghe này. Lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. Nó rõ ràng đó, trong kinh đó, ngày Cư Ma La Thập dịch. Mà Cư Ma La Thập đó là cái vị dịch giả kinh A Di Đà lúc thiêu ngài cái lưỡi còn. Nói vậy cho quý vị biết. Cho nên cái tướng lưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên đại thiên thế giới trong kinh A Di Đà đó chứng minh là cái lưỡi của ngài Cư Ma La Thập lúc thiêu còn cái lưỡi. Bây giờ người ta còn thờ. Bây giờ ta còn thờ cái lưỡi đó. Như trái tim của Thượng Quảng Đức, cái cuốn lưỡi của thầy Chơn Thanh còn. Chứ đâu phải nói chuyện giỡn. Nói phải có minh chứng, nói đàng hoàng. Mình nói nó phải Phật Pháp phải nói rõ ràng như vậy. Là sự thật, là lẽ thật, chứ không có quyền bí, không có mơ hồ, mà nói sự rõ ràng. Lâm mạng chung thời, tức là lâm mạng là hấp hối, mà chung thời là chết rồi. Ta mới gộp hai cái giai đoạn này lại, ta nói lâm chung, tức là ta nói tắt. Lâm mạng chung thời nó mới đúng. Mà ta nói lâm chung là ta nói tắt. Cũng giống như là mình niệm cho đủ là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình nói mô Phật, mình bỏ bốn chữ. A Di Đà Phật mình bỏ bớt hai chữ, nhưng ta vẫn biết mình niệm Phật. Tôi đâu có chối cãi chuyện đó. Thì lâm mạng là cái giai đoạn hấp hối, còn thoi thóp cái ngực này gọi là lâm mạng. Mà chung thời tức là tắt thở hẳn. Thì hai cái giai đoạn nó khác nhau. Ta nói tắt là lâm chung. Cái bà đó bà lâm chung. Ta gồm cả hai cái giai đoạn là hấp hối và chết. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Bây giờ các vị thánh chúng họ đứng sẵn sàng trước mặt. Thế này giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời. Bây giờ cái người đó chết hẳn. Thị nhân chung thời đó. Bây giờ người đó chết hẳn. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh, tâm họ không điên đảo liền được vãng sanh. Vâng, đúng, không sai gì hết. Nhưng mà trong đó không có nói là cái người không nhất tâm thì sao. Cái đoạn kinh không nói cái người không nhất tâm, mà nói cái người nhất tâm. Cho nên á, hành giả của Tịnh Tông thắc mắc ở chỗ này, đang rắc rối rắm ở chỗ này, gỡ không có được. Bởi vì kinh nói như vậy thì tôi nói như vậy. À, thế mà một cái sư cô đó học tốt nghiệp cao đẳng của Vĩnh Nghiêm, về Bình Phước nhận một cái ngôi chùa làng, nhà quê, có cô Phật tử đó. Cô lấy chồng, cô ham đẻ con gái. Cô tới cô tâm sự với sư cô, cô nói, sư ơi, cô ham đẻ con trai lắm. Mà nhà con ai cũng ham hết. Sư cô mới nói về niệm Quan Âm đi con. Trong kinh Phổ Môn đó,
Nên là ai niệm Quan Âm thì muốn đẻ con trai đẻ con trai, ai muốn đẻ con gái thì niệm Quan Âm đẻ con gái. Cô mừng quá trời, bởi vì sao? Sư cô tu mà sư cô chỉ trong cái kinh nó đàng hoàng, sư cô đâu có nói láo. Về niệm quá trời tao chừng đẻ ra con gái. Rồi sao? Thì nghe y kinh đó. Thế thì Di Đà này cũng y kinh này. Hai bộ kinh đó tôi nói rồi, quý vị thấy đó. Y kinh hết. Chứ đâu có thầy nào, đâu có vị nào đó nói sai kinh đó. Nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh, lâm mạng chung thời đó. Rồi. À, ta không giải được cái chỗ đó. Thì tôi nói cái chỗ này để quý vị. Trong giải thâm mật nói, bởi vì chúng ta học cái bộ này nó chưa đủ, ta phải học cả cái bộ này, ta học cái bộ khác nữa, rồi nó bổ sung với nhau thì chúng ta mới thấu đạt được. Còn ta chấp vào cái đoạn kinh này, ta học cái này là ta kẹt liền, ta kẹt vào cái văn tự này, ta kẹt liền. Trong giải thâm mật nói nè: Ngọc Mani dìm vào chậu nước đục thì chậu nước đục quá thành nước trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê quá thành tâm tịnh. Ta đọc cái đoạn này ta mới giải thích được cái đới nghiệp vãng sanh. Không đọc cái đoạn này ta giải thích không được. Đó, quý vị thấy nè. Thế thì cái chậu nước đục này không tự nó quá được, mà nhờ cái mầu nhiệm của Ngọc Mani. Ta đem cái Ngọc Mani ta dìm vào cái chậu nước đục này thì tức khắc cái chậu nước đục này quá trong, là không phải cái chậu nước đục này tự nó quá, mà cái mầu nhiệm của Ngọc Mani. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là: danh hiệu niệm Phật là gieo vào tâm mê của chúng sinh, tức là chúng ta đó, tâm mê là chúng ta, thì cái tâm mê của chúng ta nó quá thành tâm tịnh. Bây giờ quá cách sao? Ai quá? Mình quá không có được, cũng như nước đục kìa. Đức Phật A Di Đà quá, cho nên ngài quá ra cho mình nhất tâm, ngài mới rước ta về cực lạc. Nhưng mà chịu khó ở cái hạ phẩm cái đó, chứ không được thượng phẩm. Còn cái ông mà nhất tâm đó thì ông đờ rét ông về cái thượng phẩm, là vì cái công quân tu tập, cái công đức của chúng ta có thấp có cao, cho nên chia là chính phẩm là vậy. Quý vị hiểu cái đó chưa? Phải thông suốt cái đó mới được. Không được, tôi từ Việt Nam bay qua đây nói cái đó đó, chỉ nhiêu đó thôi. Hãy quý vị hiểu được là tôi thỏa mãn rồi đó. Còn phải chưa hiểu ở giảng hoài. Ở đây mà nó chưa hiểu tôi ở tôi giảng hoài, chừng nào hiểu thôi. Cái niệm Phật mà không hiểu đó làm sao niệm. Thế thôi, quý vị hiểu là tôi quan hệ không ai về. Hết rồi. Sao quý vị? Thì trách nhiệm của tôi là gì? Tức là hoằng pháp, đem cái pháp môn tịnh độ này để truyền cho các vị châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, Hà Nội hay gì tôi cũng truyền hết. Tướng lưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên. Mà quý vị hiểu được cái này là tôi tròn trách nhiệm với Phật rồi. Tôi ăn cơm Phật không có uổng, mặc áo đàn na cũng không có uổng, là vì tôi làm được. Mà quý vị hiểu được, không cứ lờ mờ. Hiểu được cái đó, đối nghiệp ăn sao. Thế thì trong cái đối nghiệp vãng sanh đó, là cái hành giả này về cái phẩm hạ phẩm hạ và hạ phẩm hạ sanh này phải tu. Mà chậm nhất hay là mau nhất là phải một tiểu kiếp sen nó mới có nợ. Nó còn cái khó đó nữa đó. Là vì sao? Là vì cái công quân của mình nó ít quá. Mình so với người ta sao được? Thì người ta nhất tâm thì người ta về, ta vãng sanh thì hôm sớm hôm sau qua sen nó nở, ta diện kiến Đức Phật A Di Đà. Còn mình ở trong đó tù, chứ chưa thấy hết. Chưa thấy được ai. Nhưng mà đừng có buồn. Là vì sao? Ở trong cái hoa sen đó không bao giờ lui sụt xuống tam đồ ác đạo hết. Mê cái chỗ đó đó. Tôi mê cái chỗ đó đó. Cho nên tôi nói với quý vị là tôi cũng không cầu mong gì cái hạ phẩm đâu. Chỉ từ cái cõi ta bà này tôi từ bỏ, tôi về bên đó đất tịnh độ làm cỏ chi cỏ lan thôi.
Nhưng mà cỏ bên đây họ cho bò ăn, còn cỏ bên đó biết thuyết pháp nha quý vị. Vậy là mê rồi nè. Chứ tôi đâu có, tôi chưa có mong đến cái hạ phẩm đó nữa. Chỉ được thành cỏ chi, cỏ lan bên tịnh độ thôi. Mà cỏ lan, cỏ chi bên tịnh độ đó cũng đồng với những cái đức hiệu của Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chứ không phải cỏ như bên mình họ cắt ra cho bò ăn đâu. Cho nên tôi không ngại ngùng gì hết. Ham là ham vậy đó. Nè. Thế thì cái con đường tu tập của chúng sinh ở bên cực lạc, dù ở cái phẩm thấp, ở trong cái hoa sen đó lâu, mà tiến tu đạo nghiệp và nhất sanh bổ xứ phải đạt được. Là vì cái công quân của mình, cái công đức của mình đó, kém, yếu kém, cho phải ở đó tu, chứ không lui sụp. Còn chúng ta đó sanh lên cõi trời, hưởng phước báo của nhân thiên, tức là cõi trời, hưởng sung sướng lắm. Nghĩa là chúng sinh ở các cõi trời nó giống như là chúng sinh ở cực lạc, cái phước báo giống nhau, cái phước á. Nhưng mà hết phước thì đọa. Còn chúng sinh ở bên cực lạc là công đức chứ không phải là phước, cho nên vô lậu, tức là không lui sụp trong lục đạo. Nó khác khác ở chỗ đó. Nghĩa là chúng sinh ở bên cực lạc họ muốn ăn, họ nghĩ họ có họ ăn, họ ăn xong rồi cái là nó mất hết. Họ muốn mặc cái màu vàng, họ tưởng lên cái đó họ mặc, họ mặc xong rồi thôi, không giặt, không nhuộm, không rửa, không gì trời, y thực tự nhiên. Thì chúng sinh ở cõi trời họ hưởng phước báo cũng như vậy, tức là y thực tự nhiên, ăn chơi không sung sướng lắm. Nhưng mà hết cái phước báo rồi thì đọa lạc. Vì phước báo mà. Còn cái này là công đức, do cái công đức niệm Phật của chúng ta mà trong ao thất bảo có một cái ngó sen, có cái tên người niệm Phật ở trong đó. Hãy mình niệm Phật là ao thất bảo có cái ngó sen, ghi cái tên người niệm Phật ở trong đó. Cho nên không lộn của ai hết. Hay ai vãng sanh rồi về ngay cái tên đó chứ không bao giờ lộn. Rồi bây giờ bên cõi ta bà này mình niệm tinh tấn thì cái ngó đó nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ tốt dần dần. Còn mình không niệm nữa, dừng lại. Bởi mình không có tưới nước, không có vun phân thì nó không tăng trưởng. Nhưng mà không héo, không khô, chừng nào chúng ta quỷ bán. Tôi nói cái chỗ là chỗ căn bản. Chừng nào chúng ta quỷ bán thì cái này nó khô héo. Mà chúng ta không quỷ bán là nó dừng lại đó. Ví dụ lúc còn nhỏ đó quý vị đi niệm Phật được, chưa có gia đình, mình tự chủ. Khi mình có gia đình rồi chồng không cho, thì bây giờ sao? Để mình cãi nó là mất đoàn kết, mất hạnh phúc, nhiều chuyện lắm. Cho nên thôi, không điên được. Có thể là ở nhà mình niệm, chứ mình không tới đạo tràng mình niệm được. Là vì cái hoàn cảnh, chứ không phải là ta quỷ bán. Chừng nào cái tâm này quỷ bán tam bảo, nhất sưởng đề, bất tín nhân quả, thì cái này nó héo, nó khô. Còn chúng ta không quỷ bán, nhưng mà vì hoàn cảnh chúng ta không đến đạo tràng, chúng ta không thể tiếp tục niệm Phật được. Khi mà con nó lớn rồi, nó ra trường, nó có nơi nó làm ăn đàng hoàng tử tế, bây giờ mình bắt đầu niệm Phật lại. Rõ không? Chứ mình đâu có quỷ bán. Thế thì lâu quá, về thầy ông nói trời lâu quá không gặp Phật tử. Trời con bận lắm thầy ơi, cái nghiệp con nặng quá, bây giờ con trả hết nghiệp rồi, con đi tu được. Mình hết rồi, bây giờ mình đi niệm tiếp. Thì cái ngó sen của mình nó tăng trưởng dần dần tiếp. Đến khi mà mình tắt thở thì cái mầu nhiệm cái hoa sen này bên ao thất bảo nó bay đến trước nhà của mình. Trước nhà của mình, trước mặt của mình chứ không phải trước nhà nữa, trước mặt của mình. Và thánh chúng cũng đến trước mặt mình. Cái mầu nhiệm của cái hoa sen của tịnh độ, tôi có giảng cái đĩa đó. Tôi giảng hai cái đĩa là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật
và ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo đặc biệt của người tịnh độ đó là hoa sen trong ao thất bảo. Tôi giảng cái đó kỹ lắm. Còn ở đây mình không có thời giờ nói, nó dài đâu, cả một cái buổi giảng. Thì có thế thì cái người niệm Phật, hành giả niệm Phật đó bây giờ không nhất tâm, còn hãy nhất tâm thì thần thức ra khỏi cái tiền ấm thân thì gá vào cái hoa sen đó. Hoa sen đó có cái màu nhiệm là bay trở về ao thất bảo, rồi bắt đầu nở sớm nở muộn. Nở sao đó do cái công quân tu tập của mình. 2 ngày nó nở, 3 ngày nó nở, 1 tuần nó nở, 49 ngày nó nở là tùy theo. Thượng phẩm thì nở mau, trung phẩm thì nở hơi chậm chậm chút, hạ phẩm mà hạ phẩm hạ sanh nữa thì lâu lắm, lâu lắm. Người ta học đừng có nản là cái lâu đó, còn hơn ở trong địa ngục thì sao? Bây giờ quý vị cứ so sánh rằng mình ở trong cái thai mà trong cái hoa sen của Đức Phật A Di Đà đó thì mình không có đọa địa ngục, hay là mình chịu trong địa ngục A Tỳ bị đầu trâu mặt ngựa nó hành mình, cái nào khỏe hơn thì ở trong hoa sen khỏe hơn chứ ở địa ngục mệt lắm, mệt. Đó. Vì vậy cho nên là chúng ta phát tâm niệm Phật, chúng ta trì danh niệm Phật và chúng ta phát nguyện vãng sanh, phải phát nguyện vãng sanh. Bởi vì trong cái pháp môn niệm Phật chúng ta có là trì danh niệm Phật, là mình là trì danh đó. Thứ hai nữa là vi đề hy đó, là quán tưởng niệm Phật. Thứ ba là quán tượng niệm Phật, tưởng tượng nó khác, tượng là cái tượng Phật. Đấy nè. Và thứ tư là thật tướng niệm Phật. Như vậy 4 cái pháp này, chúng ta niệm cái pháp nào cũng được, cũng thấp cao. Nếu như cái hành giả mà trình độ thấp đó, loạn động nó nhiều đó, thì chịu khó là A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật cho chắc. Chứ ngồi mình tưởng lát, mình tưởng mình ra chợ mất tiêu. Cái tâm của mình nó bày hay lắm. Lát ta chạy ra ngoài chợ mất thì thôi mình niệm Nam Mô về Phật cho chắc ăn, rồi cầm cái sâu chuỗi này còn chắc ăn nữa, lần cái hộp này còn chắc ăn nữa, nó không có trật đâu hết. Đó. Thì Hoàng hậu Vi Đề Hy không niệm Phật như mình, mà thập lục quán kinh, tức là Phật dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy đó là niệm quán tưởng niệm Phật. Còn cái thật tướng niệm Phật, cái này thì cao lắm, cao lắm. Chúng ta không có mó tới cái đó nổi, là trình độ của mình mà. Nhưng mà 4 cái phương pháp đó. Rồi cuối cùng kể câu chuyện mèo muôn mang chuỗi bồ đề, rồi chúng ta nghĩ. Cấm cấm cười nha, ai cười thua đó. Vậy là cười hết trơn rồi. Cái bà Phật tử ở gần cái bà này, bạn mà bà này đánh tứ sắc không, ngồi 24/24 mà không đau lưng. Vậy cái niệm Phật cái đau lưng à? Lát cái đau à? Mà quánh tứ sắc đang ngồi 24/24. Thấy tội nghiệp mà nói chị ơi đi niệm Phật đi, chứ chị chết rồi mất tướng sĩ tượng nó khiêng chị á. Bởi vì sứ tứ sắc là tướng sĩ tượng không chứ ai. Cũng có nghe mới về chùa quy y rồi, hòa thượng mới giao cho sâu chuỗi nói, Phật tử niệm Phật đi, chứ già lớn tuổi rồi có học kinh học kệ gì, cái vốn liếng đó đó mai mốt chết rồi mang theo về tịnh độ, chứ để rồi đầu trâu mặt ngựa nó dắt xuống đó nó hành hình khổ dữ lắm. Bà nghe bà nói thôi thầy ơi con không có xuống đó đâu. Niệm Phật tức là hăng hái lắm. Về bản niệm thì chùa đó có một cái phương pháp là chấm công cứ, có nghĩa là mình ghi cái công đức niệm Phật rồi để mà khuyến khích hành giả niệm Phật, là một cái công cứ, tiểu công cứ, trung công cứ và đại công cứ. Cái này thì Hòa Thượng Trí Tịnh hồi xưa đó có làm cái này, hồi tôi còn nhỏ tôi biết, bây giờ cũng còn cái này. Là bao nhiêu sâu thì vô một tiểu công cứ,
rồi bao nhiêu tiểu công cứ vô một ông trung công cứ, rồi bao nhiêu ông trung công cứ vô một ông đại công cứ. Một đại công cứ là 1.000 sâu chuỗi, 1.000 sâu chuỗi 108 hộp vô một đại công công cứ. Thì bà Phật tử nào mà niệm một năm đó mà được hai ông công cứ đó thì tôi nhất rồi, nhất rồi, ưu hạn rồi. À, tự nhiên niệm thì nó mới có công cứ, chứ không niệm công cứ gì. À, bà này bà về bà niệm vài bữa cái thôi chán quá, mang sầu chủ đi quanh tư sắc tiếp, không có công cứ nào trời. Tới gần vía A Di Đà thì cái bà bạn bà qua bà rủ đi được nhiêu niệm được nhiêu. Hồi đó mấy bà già thì dốt là lấy chân nhang nó bẻ co, lấy dây rút, chứ đâu có biết chữ biết gì đâu. Hồi xưa mà người ta có, người ta mang bà thì mang cái hũ chao, bà mang cái lon sữa bò, bà không có gì thực sách sâu chuỗi không, nhưng mà sợ thầy lầy sâu chuỗi không niệm nó móc, bà lấy mỡ bà tha cho gì cho nó bóng, máng lên cái vách đó con mèo nó mới đánh mùi, nó nhảy lên nó liếm, nó làm sao không biết, nó rớt nó trầm gần cổ, nó lôi xuống đất đi rột. Chuột nó thấy. Con chuột kia nó kêu chuột nó: anh ra coi mèo nó tu rồi. Mèo mà tu, tôi nghe ông nói tôi bệnh quá. Thiệt, ra coi. Thì con chuột kia nó ra, nó thấy mang cái sâu chuỗi đi đó. Nó thôi tôi không có tin đâu ơi. Không có tu đâu. Nó mang chuỗi ra nó tu chứ gì. Thì anh kia nói không có, không bao giờ nó tu hết, mèo mà tu gì. Ông kia nói là con chùa kia nó mang chủ là tu chứ gì, tu chứ không tu. Chạy ra nó chọc quất hết trơn hai con mèo muôn mang chuỗi bồ đề. ai hết giờ chứ